rồi em xin chào mọi người nha em xin chào anh chị em và cô chú đang theo dõi kênh của em nha thì à, hởm gài cũng có nhiều cái à, bình luận của anh chị em và cô chú có thắc mắc quan tâm hỏi đến chạy em á là cái vấn đề là khi mình à, trong cái khẩu phần ăn uống của con dúi hàng ngày của mình á thì con dúi má đào với con dúi móc à, với cách chăm sóc dưới con như thế nào á thì à, hôm nay em cũng có chút thời gian để giải thích sơ qua cho nhiều anh chị em và cô chú đang theo dõi kênh em được biết đến. thì uh, riêng con dưới con á anh chị em cô chú mình biết sao không? thì uh, 24 tiếng đồng hồ mình nên cho nó ăn khoảng hai lần đó, để cho nó phát triển tốt hơn và mau lớn hơn. thì uh, sau 24 tiếng ví dụ như là một ngày một đêm thì hôm nay là giờ này cũng khoảng tầm 1 giờ trưa thì bên chạy em đã cho ăn xong rồi. nó thì những con con dưới con này thì sáng mai á mình lại lập trình lại tiếp thì sáng ngày mai mình nên bổ sung thêm một miếng đó hoặc là tối nay gì đó thì mình áp dụng nên cho 24 tiếng đồng hồ ăn hai lần thì tốt nhất đó. Còn riêng con dúi bố mẹ thì một ngày một đêm mình cho ăn một lần thôi. Thì 24 tiếng đồng hồ đó mình cho ăn một lần là được rồi. Thì khi mình cho ăn á thì mình nên là cho ăn như vậy thì hôm nay bên trại em là cũng có đủ những cái khẩu phần ăn luôn thì Hôm nay thì em quay cho nó được bữa là đủ món á Cho nên em quay cho mọi người và anh chị em của chú mình xem Thì khẩu phần ăn của con dưới bên chạy em á Thì một ngày nó gồm có là mía nè, che nè Đó. Thì ba ngày, ba hoặc bốn ngày thì bên chạy mới cho dưới ăn tre một lần Tại vì cái số lượng dưới bên chạy em rất là nhiều Nó à, tổng quát hết là hơn một ngàn con Cho nên số lượng nó nhiều quá, không đủ cái, cái lượng che cho ăn còn mía thì lại dư thừa đó cho nên bên chạy á, cho ăn mía nhiều lắm thì 24 tiếng đồng hồ á, là bên chạy bổ sung vui nhiều mía lắm đó, anh chị em cô chú mình cho ăn thoải mái mía không sao hết đừng có lo gì tiêu chảy nha đó thì khẩu phần ăn đó là nhìn anh chị em cô chú mình nhìn đó. thì mía là em cho khoảng chừng năm sáu khúc kia nè khúc cả gan cả gan á mình cứ bỏ vô là 24 tiếng đồng hồ thì bữa nay thì được ăn che thì ba bốn năm ngày vậy đó thì bỏ cho hai con hai miếng tre như vậy đó, với bắp cám thì một con khẩu phần ăn nó chỉ cần nhiêu đây thôi thì nó khoảng chừng 10 hạt cám 20 hạt cám chừng 10 hạt bắp là đủ rồi đó là khẩu phần ăn sau 24 tiếng đồng hồ Nói chung là mình cho ăn á, thì anh chị em cô chú mình cũng nhìn vào nhìn vào cơ địa của mỗi con dúi chứ không con nào giống con nào đâu ví dụ như dưới mẹ dưới <laughs> mẹ đang nuôi con á, thì mình nên áp dụng cho ăn cái cám nhiều lên để nó bổ sung đủ chắc cho con dưới mẹ hơn. Tại vì dưới mẹ nuôi con nó đòi hỏi nó con nó bú sữa thì mẹ nó rất là mất sức, cho nên mình phải bổ sung cái cám nhiều hơn, mình cho ăn có thể là uh, cám càng nhiều càng tốt nói chung là cứ cho ăn thoải mái. Đó. Ê, tùy theo khả năng ví dụ mình hôm nay mình thấy nó ăn uh, hết rồi thì hôm qua mai mình tăng thêm miếng nữa. Nó còn hoặc nó ăn dư thừa thì mình lại giảm lại thôi. đó mình cũng nhìn vào cái cơ địa của mỗi con, không con nào giống con nào. Còn như con dúi bố mẹ này cũng vậy thì anh chị em và cô chú mình cũng biết như vậy. Ví dụ như những con nó ốm quá thì bắt buộc mình phải tăng cái lượng cám nhiều hơn một chút đó. Còn những con nào mà nó 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 mập quá thì mình lại giảm cái cám lại chút cho nó cái cơ địa nó nó bằng nhau chứ đừng nên áp dụng bằng nhau hết là không được. Đó, mình cũng nhìn vào cái thể trạng con dúi mình, đó. con nào mà nó nó, nó 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 ăn ốm quá thì mình lại tăng cái lượng cám, tăng lượng bắp, tăng lượng thức ăn lên đó còn con nào mà mập quá thì căng đói ấy, thì bây giờ mình nói cái ví dụ như mà cái cái con dưới mà dạng là căng đói ổn định đó, thì anh chị em cô chú mình áp dụng thì nó khoảng chừng 10 15 hạt bắp đổ về thôi thì chừng khoảng chừng 20 hạt cám 30 hạt cám là được rồi thì nó cỡ đó thôi mình điếm đi thì, thì em nói đây là những cái chị anh chị em và cô chú đang cái theo cái công thức bên chạy em đó, thì cứ cho ăn như vậy là ok nay cho mấy con đực bông này đi nhảy mấy con đực móc này đó cho nên nhiều anh chị em cô chú bắt giống bên chạy em về bây giờ hiện tại đã có dưới bông nhiều rồi là do cái từ cũng do những cái con dưới này nè đó ví dụ như mà nó nhảy ra cái con dưới cái đen này đó nó nhảy ra nhưng mà mẹ nó vẫn đẻ ra màu đen vẫn đẻ ra cái màu như vậy màu bình thường nhưng khi anh chị em cô chú bắt giống bên chạy em về rồi đó cái thế hệ sau có đẻ ra lại có bông là cái gen nó trong người đã có nha anh chị em cô chú mình đó cho nên em phối hết em dùng những cái con được cờ bông này nè em phối hết tất cả những con dưới trong chạy luôn tại nha mình chạy có tới mười mấy con được bông rồi đó. cho nên cứ phối phối cho nên nó đẻ ra ví dụ được bông á, thì mình giữ lại cho chạy mình bán cái giá thành cao hơn còn ví dụ như nó ra màu đen bình thường thì mình cũng bán cho bà con mình hết luôn đó thì bên chạy phối ra thì tỷ lệ nó ra như vậy nè anh chị em cô chú mình phải phối bông là ra bông luôn nha phối ví dụ như mà một lợt đợt vậy em phối mười mấy con cái vậy như được cho lắm chừng bốn năm con bông thôi còn bao nhiêu nó ra màu đen bình thường hết thì những màu đen đó em vẫn bán cho anh chị em cô chú mình cái giá bình thường như dưới bình thường thôi thì sau này anh chị em cô chú mình nuôi từ đó đầu là nó nó đột biến ra bông được thì cái duyên của anh chị em cô chú mình đó cho nên giờ hiện tại là anh chị em cô chú mình đã có nhiều cái dưới bông của em rồi đó là do cái gen nó ra đó cho anh chị em cô chú mình hiểu đó là cái do cái gen của nó ra đây hiện được xám rồi, đang nhảy nè. Đó. thì nó ra bông được thì em sẽ giữ lại và bán giá cao hơn còn cái màu đen thì bình thường mình bán và anh chị em cô chú mình có cái duyên á thì nó lại ra được cái thế hệ sau nó ra được chú bông nó cho nên anh chị em cô chú nhiều nhiều anh chị em cô chú đã bắt giống của em rồi nuôi cái nói gì giờ tôi cũng có được mới dưới bông rồi <laughs> em nói lúc trước em cũng khói cho những cái con cái đen vậy này nè đó thì bây giờ cái thế hệ sau nên anh chị em cô chú mình có duyên lên được thôi nó. thì em chia sẻ sơ qua vậy cho anh chị em cô chú mình biết thêm thì đó thì cái dưới nhỏ này nè thì mình áp dụng thì mình cứ cho ăn cám thỏi ra đi đó. ăn cám ăn bắp thả ra luôn cho nó lớn cho nó nhanh đó không có cần phải cân đối thức ăn gì hết chỉ tùy khi con dúi bố mẹ thì anh chị em của chú mình để ý ví dụ như mà nó, nó 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 ví dụ như mà nó ốm quá thì mình phải cho nó nhiều cám lên nó còn nó mập quá thì mình giảm cái cám lại tí cho nó cơ địa nó cân bằng để nó dễ sinh sản mập quá thì nó cũng khó sinh sản mà ốm quá thì nó cũng khó sinh sản còn những cái con dúi mẹ này thì mình cho ăn cám thả ra luôn, cho ăn nhiều lắm cho nó 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 mập ra đủ cái cái, cái sức để nuôi con đó bên chạy em cho ăn mía vậy đó tại vì mía dư dư thừa luôn có che thì hai ba ngày mới được ăn là che thì lại ăn không đủ cho nên hiếm đó. để nhiều khi anh chị em cô chú cũng thắc mắc hỏi em rồi em nay em cũng quay em trả lời nhiều nhiều tí anh chị em cô chú mình hiểu cũng có nhiều anh chị em cô chú cũng đang chờ em trả lời những cái tin nhắn á. thì cái chuồng xây bên em á, là em xây đại à nó khoảng chừng 45 50 thôi nè. chứ nó không có bự đâu nha đó. cái này được hai gan rưỡi nè thì nó khoảng chừng 50 đó thì bên đây nó chừng 45 mà em xây đủ kích cỡ cho nó mà chiều sâu phải 70 nha nó chiều sâu phải 70 này chừng 45 Đó, 45 dài 50 năm mấy tại vì mình xây đủ kích cỡ hết trơn mình <laughs> xây nó không có vô kích cỡ nào cho nên tùy theo đó là nhiều anh chị em của chú quan tâm hỏi em cái vấn đề mà cái chuồng xây đó thì em cũng trả lời là em xây 45 50 nhưng mà anh chị em của chú mình ví dụ như mà à, bây giờ sửa chữa lại cho đạt hơn á, thì anh chị em của chú mình nên xây á là bề ngang nó khoảng 40 nó dài 60 chiều sâu xuống từ dưới đáy lên thẳng là 60 nữa là ok nhất đó. những con dưới mẹ nè anh chị em cô chú ha chăm cám nhiều hơn bắp cho đủ cơ địa nó nuôi con đó. ăn mía thì ăn thả ra luôn ăn thoải mái đó. đừng có lo gì ý, ý chảy hết trơn cái con dúi bên chạy em mình cho ăn mía thả ra hết không bao giờ ý chảy có quen từ nhỏ tới lớn chứ không phải ăn mía nhiều kệ chị anh chị em cô chú mình cứ kêu là ý chảy à, ăn đó à, hay <laughs> à, ăn mía nhiều bị chảy ngày nọ là không phải đâu không không muốn đâu đó bên em chăm dữ lắm anh chị em cô chú để ý vô cái chuồng mía lúc nào cũng bao la à, anh chị em cô chú mình nhiều anh chị em cô chú cũng cũng thắc mắc hỏi em thì bên chạy chỉ cho ăn vậy thôi đó là bữa nay ăn đủ luôn rồi đó che mía rồi bắp cám vậy thôi chứ anh chị em cô chú mình đừng có làm những cái món ăn <laughs> theo nhiều chạy thấy cầu kỳ quá rồi giờ anh chị em cô chú mình áp dụng theo em thấy đơn giản ghê chưa nào là nhiều chạy cho ăn bắp tươi khoai lang hư dúi mình hết nha thời gian hư dúi hết à? Đó. thì anh chị em cô chú có theo dõi nhiều kênh trước cũng nghe em nói rồi. nhiều cái clip trước kia em quay em cũng có nói cho anh chị em cô chú mình hiểu đó, thì nó cũng có nhiều trở ngại lắm thì nào nếu mà nuôi số lượng như em à, cả ngàn con vậy đó rồi mỗi lần cho ăn là nấu cơm nào, nấu nồi cơm chắc chắc nồi cơm khổng lồ quá Rồi phải đi sai che nữa rồi mua cái máy sai che nữa trời ơi chắc chết, chết luôn á cho nên bên chạy em không có áp dụng theo mấy công thức ở đâu vất quả cực khổ lắm mà khó cân đối con dúi lắm luôn dúi rất là khó rồi nó ăn cơm nó vải này nọ cực lắm đó, nó dư tinh bột nó khó sinh sản lắm chứ không phải đơn giản đâu mình ăn cám này nè cái cám heo sữa này nè nó cái nhà sản xuất người ta đã sản xuất ra rồi dúi ăn rất là tốt nó sản xuất cho heo con ăn mà heo con 7 ngày tuổi ăn rất là tốt luôn đó. để qua đây quay mấy cái ổ dưới má đào mới vừa đẻ là cho chị em cô chú mình xem nó <laughs> thì nó cũng đơn giản này chứ không có gì khó đâu thì chị em cô chú cũng thắc mắc coi em mấy con này sắp đẻ này. Nè, có con này có con này nó mới đẻ thấy đẻ quá trời luôn đẻ gì một nùi luôn đẻ hình như là bảy tám con gì đây nè em dở lên coi thôi ơi nó đẻ hai bốn sáu bảy con <laughs> đẻ cái bảy con ghê thiệt cái con này có đợt đẻ chín con đẻ có đợt đẻ 11 con nhưng mà nhỏ nhỏ không à có số bị hao luôn cho nên cái ổ này nếu mà bảy con là một hơi nữa em đụng cho dưới móc nuôi phụ nha ông cho nó nuôi hết bảy con cho nó nuôi khoảng chừng bốn con thôi lụm qua cho dưới móc luôn đây cũng có ổ mới mới xanh nằm hồi nãy Hãy thấy nó nó đang xanh ờ ơi nè anh chị em cô chú nè nó đang xanh ba sáu ui ui sáu con rồi Ở nhiêu con dữ vậy hồi ui ba sáu con nó <laughs> đẻ vậy đó anh chị em cô chú còn như cái con cái con này nè con nó còn đẻ nữa đó con này hôm rồi nó đẻ sáu con mà con nó nhỏ nhỏ không à cái không dám để cho nó nuôi để cho nó nuôi nó 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 nó, nó con nó nhỏ quá sợ đè chết đậm trong dưới móc nuôi nè đó. con này cũng má đào nha chị em một chút đậm trong dưới móc nuôi lấy hai con của dưới móc này bỏ lại cho nó Để giữ bầu sữa bốn năm ngày nữa cái mình hay trả lại cho nó nè. Nè, dưới móc á, cái này là con dưới móc nha đây bỏ lại cho nó để nó giữ cho nó giữ bầu sữa vàng ngày mình bỏ lại Mà đã thấy sáu con để qua đây quay tranh diện của chú mình xem mấy con này nè. em gửi qua đây nè. Cái con má đào thì lúc nó đẻ nó đỏ hơn cái con dưới dưới móc mình nha đây con má đào nó đẻ sáu con mà con nhỏ quá sợ có đẻ chết cho nên gửi gửi qua cho dưới móc rồi lấy con của con dưới móc gửi qua cho mấy con này bớt gửi qua gửi qua cho mấy con này nó nuôi phụ mấy dưới móc nuôi phụ rồi cho nó giữ bốn năm ngày gì đó rồi bắt đầu là mình mình trả về nó thì lúc đó nó đỡ đè con nó hơn thì khẩu phần ăn của con dúi má đào thì nhiều cũng có nhiều anh chị em và cô chú hỏi em á cái khẩu phần ăn của con dúi má đào nè thì bên chạy em em dẫn cho ăn y như con dúi móc luôn nha đó thì con dúi móc ăn sao nó ăn như vậy đó này đang có giống nó ăn sao nó ăn như vậy luôn nha nó. thì cũng che mía bắp bị cám như thôi chứ không có bổ sung thêm cái gì đâu đó cho anh chị em cô chú mình biết cái nhiều khi anh chị em cô chú thắc mắc hỏi em cái khẩu phần ăn của con dúi má đào đó thì nó cũng như con dúi móc thôi không cầu kỳ gì hơn gì chứ cái điều nó ăn mía nhiều lắm nha nó mình tăng cái lượng mía nhiều lên trời ơi nó đẻ nè sáu con chắc đẻ nữa quá cái dòng má đào nó đẻ sai lắm nha anh chị em cô chú nó đẻ là sáu bảy tám chín con á mười một con luôn tỷ kỷ lực bên em là mười một mười hai con đó. nhưng mà con nó nhỏ quá đó ví dụ như có những con không dưỡng nó xíu xíu đó. thì những con nó lát nữa mình lụm cho dưới móc nuôi phụ đừng để nó nuôi đó có cái con ngay miệng nó nhỏ xíu à nó đẻ vậy đó. cho nuôi chừng bốn con thôi là được rồi nhiều quá là mai chiều cái tướng to này, cái tướng này tới bốn mấy năm ký đè chích queo à nó xây tới sẽ lui đè con nó chết queo à. nó cho nên lụm cho dưới móc nuôi phụ không cho nó nuôi nhiều cho nuôi bốn con thôi lụm mấy cho dưới móc nuôi phụ hết nó đang đẻ mình đậy lại vậy cho nó nó, nó nó, nó bớt cánh sáng cho nó ấm con nó dễ hơn con này hiếu quốc hơi bảy con có đợt có đẻ chín con có đợt đẻ mười một con, con nhưng cái đợt đẻ mười một con lại bị hao hai ba con nhỏ quá nên, mai chiều nó chết luôn rồi mình cho nó nuôi khoảng chừng bốn năm con nghe anh chị em cô chú lát này em cũng lụm cho dưới mắt nuôi phụ hết á. không có cho nuôi nhiều vậy đâu nuôi nhiều vậy là là nó nó đè con nó hết à nó xây chở đè hết nó không có nó không có ấm hết được á. nó hay đè đẩy lại cho nó tối bớt để qua đây quen trồn nó cũng mới đẻ cho anh chị em cô chú mình xem mình chăn nuôi mà ngày nào cũng có sinh sản á. mình ham lắm anh chị em cô chú cái động lực mình tự nhiên mình có cái động lực mình chăm con tròn mình nó đang đẻ luôn đó nè nó đang đẻ luôn đây nó đang đẻ đó anh chị cô chú hai ba con gì hết cả nè Một, ba con này đó anh chị cô chú thấy không đó đang đẻ nè cái này cục nhào của nó nè nhào của con đó máu me tùm lum con này được bốn con đó, này cũng có tầng này con này cũng được hai uh, con đó ngày nào cũng có chồn đẻ rồi dúi đẻ vậy cái mình có cái động lực lắm chị em con chú mình con này được ba con con này sắp đẻ nè đây mấy con này. con này cũng to to này nè đó thì uh, nói chung là nhiều anh chị em cô chú cũng đang theo dõi kênh em thì cũng có nhiều thắc mắc lắm nhưng mà cũng có nhiều lúc cái mình công việc nó bận rộn quá em không có trả lời được cái quay trả lời cho anh chị em cô chú mình liền được cho nên anh chị em và cô chú mình có theo dõi kênh em cũng <laughs> gắng thông cảm cho em đó thì thời gian nó nó lu bu lắm tại vì lo cho cái tuổi này nó số lượng nhiều quá cái lo cái đồ ăn thức uống cái nó hết ngại hết trơn à cho nên em cũng dồn dồn lại trả lời một lúc luôn cho anh chị em cô chú mình dễ hiểu nó thì nhiều anh chị em cô chú cũng có thắc mắc hỏi em là cái khẩu phần ăn của dưới móc dưới má đào thì bên chạy em cho ăn hai thứ đó, hai con này nó ăn giống nhau hết trơn có mọi cái là con dưới con hoặc là con dưới hậu bị dưới lứa thì một ngày mình áp dụng cho nó ăn nên hai lần cho nó nhanh lớn hơn đó đó cái cho ăn thì ăn mía thả ra đi không có ý chảy với chiếc đâu nên áp dụng cho ăn được cái mía đọt của của xe mía đường á để em quay cái đóng mía đọt cho anh chị em cô chú mình xem thì nó nó ăn cái đó nó ok không ngọt cũng không lạc đủ đủ lượng nước lắm mà con dưới mình phái lắm nha đó. này dưới má đào không bị á đó. thì nè em gửi gửi dưới má đào con cho dưới móc nuôi phụ này ha nó đẻ nhiều lắm nhưng mình gửi hết trơn dưới móc nó cái trọng lượng nó nhẹ hơn nó tầm hai à, ký kg gửi ba kg rồi về thì mình nó nuôi con rất là ok nó còn con dưới má đào tới bốn năm sáu kg to quá cái bắt buộc cái nó đè chết con đó cho nên mình cho nó giữ khoảng chừng à, cho nó giữ tối đa khoảng chừng bốn con là được rồi còn bao nhiêu đi gửi hết gửi cho dưới móc nuôi hết đó đây bên chạy em mình cho ăn cái mía đọt này nè chị em của chú mình áp dụng theo đó cái mía đọt này là lấy từ cái cái chỗ người ta ép nước á, ép nước ra bán rồi mình ra mình xin cái đọt này đó rồi về bắt đầu là mình làm xong rồi mình rửa sạch lại nha nó mình chặt rồi mình lột vỏ ra rồi mình rửa sạch lại nó rửa sạch sẽ rồi bắt đầu mình mới cho nó ăn nha đó chứ mình cũng kỹ cái nhiều khi gầy thuốc men họ xịt á thì mình đầu mình về mình lột ra lột ra mình lấy cái phần đọt vậy nè nó cái mình rửa cho sạch đi đó đưa vô cái dồi xịt á vòi máy xịt này nè rồi mình rửa cho nó sạch cho mình ăn hay cho nó ăn cho nó nó, nó, nó. ok ha mình mua cái máy xịt cầu áp mình xịt nó xe sẽ sẽ đã sạch trơn đó mình lột ra lấy những cái đọt này nó về cái mình lột cái vỏ ra mình lấy cho nó ăn là tốt nhất nha dưới má đầu thích lắm ăn thoải mái không bao giờ tiêu chảy đâu đó. bên chạy em tại vì cái lượng mía đó nhiều lắm nhiều dữ lắm đó. ăn không bao giờ ăn rồi đó mà giờ còn quá trời nè ngày em lấy cả xe bán đó. Đó. cho nó thoải mái hết không bao giờ thì bị tiêu chảy đâu để nhiều anh chị em cô chú có thắc mắc cái nghe lời người ta nói ấy, là cho năng ăn mía nhiều tiêu chảy nó phải do cái giống dối họ nó không chất lượng hoặc là cái gì đó, đó. thì nói cái trường hợp đó nha còn riêng dối nó ăn mía đủ lượng nước nó thì nó nó mới mấy nó mới cung cấp đủ lượng nước nó mới lớn nhanh được nha chính nó ăn cá mà anh chị em cô chú mình cho ăn ít mía nó là không đủ cái lượng nước là, là con dúi mình nó, nó nó sượng nha nó chậm lớn nha nó đây cũng có một con đột biến nữa đây đó thì em phối những cái con dúi bông á nó nó ra này. Đó. Đó. nè đó có ra màu đen ra màu đen tỷ lệ ví dụ như phối vậy chứ ra bông ít lắm nha nó ra màu đen nhiều hơn bắt đầu mình bán cho anh chị em chiên cô chú mình thì về bắt đầu là Thế hệ sau bắt đầu là nó sinh sản ra nó. thì anh chị em cô chú giờ cũng bắt giống bên em thì cũng có được nhiều sản phẩm này rồi <laughs> cũng uh, có duyên này cũng chúc mừng anh chị em cô chú mình đó, để có cái động lực mình làm chứ đó. Đó, bắt giống bên em dưới màu đen bình thường nhưng về bắt đầu là uh, nó có cái gen trong đó rồi bắt đầu nó sinh sản ra nó sinh sản ra được dưới bông nên đẹp lắm đó giờ nhiều anh chị em cô chú mình như hôm rồi có cái anh ở ở dưới uh, trà vinh đó trà vinh đó nên bắt giống bên em thì về về cái là nay được à, uh, nay tổng được là gần hai năm đó mà anh ấy có duyên quá anh ấy mua dưới đen mà về ra được bốn năm con dưới bông mua dưới đen em đẻ lưới đầu cái ra có dưới bông luôn cái đó cũng là cái duyên của họ đó thì đó thì vậy thôi cũng đơn giản không có khó, khó hay đâu anh chị em cô chú mình cũng cái thức cá với cái bắp thì mình để ý vào cái con dúi mình dù con này đang ốm nè mình tăng cái lượng cám nhiều lên cho nó cho nó mập lên nó đó. còn được bình thường rồi ví dụ mình thấy cái kiểu gì mà nó không mập con ốm rồi thì mình nên giữ nguyên thời trạng cho nó đừng có tăng cám quá nó nó, nó mập ra đó đây này. đó còn những dúi đẻ này, này. thì nó nuôi con nó nó nó, nó cho bơ con nó bú sữa nó mà nó bú sữa nó, nó, nó ốm các anh chị em của chú mình nên áp dụng là cho nó ăn cám nhiều lên bắp thì cũng chừng 10 hạt thôi 10 hạt như vậy thôi 10 hạt thôi nhưng cám cám nhiều lên cám hơn chừng một nắm chặt chặt luôn nó cho nó ăn thoải mái luôn cho nó đủ chắc nuôi con đó. đó cái này nó, nó, mình cho cái, cái công thức này nó đơn giản anh chị em cô chú mình chăm được số lượng nhiều chăm bốn năm con rất là bình thường không có cầu kỳ hết chứ nhiều anh chị em cô chú mình á mình chơi ê, cho ăn cơm trộn người phải xay che rồi trời ơi nấu cơm, nhiều anh chị em cô chú bây giờ theo cái công thức bên em thấy khỏe rồi đó, rồi giờ thanh lý cái máy xay che thanh lý cái nồi nấu cơm điện chào á vậy đó, lúc đó thì mua mắc lắm nha, giờ bán thì có ai mua đâu. Theo những cái công thức đó thì vỗ béo trong dưới nó nhanh lắm, dưới nó ăn vô ăn tinh bột đó, nó bóng đẹp lắm, khó sinh sản, nó sinh sản lại không có mạnh đâu, nó thừa tinh bột mà lại cầu kỳ dắt gối nuôi chừng năm chục con trăm con là thấy quái vậy đó làm không có thời gian chăm rồi đó còn như bên trại em em bình thường đó, hai ba ngày quăng cho miếng tre là xong đó. rồi cứ cho ăn mía tạt ra tại vì cái mía đó mình lấy về nhiều lắm lấy về ăn không hết luôn đó. mấy con này mập thì giảm giảm lên tí bầu sắp đẻ rồi đó mấy con mình ốm quá vậy nè tăng lượng cám nhiều lên cho nó cho nó mập lên đó thì nói chung là cũng có nhiều anh chị em cô chú quan tâm hỏi em khẩu phần ăn thì mình cũng không biết trả lời như thế nào để cho nó hợp lý thì nói chung anh chị em cô chú mình có nuôi thì mình nên để ý vào cái con chuối của mình nhiều hơn ví dụ như mà nó ốm thì mình cho cái lượng cáp nhiều hơn nó mập thì mình nên giảm lại chứ bây giờ khẩu phần mình ra một cái khẩu phần nó như nhau hết thì anh chị em cô chú mình lại khó canh mình canh thì mình canh vào cái 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 cơ địa của con dúi mình thôi con nào ốm thì mình cho nó ăn nhiều con nào mập thì giảm lại chứ nhiều anh chị em cô chú có thắc mắc hỏi em giờ em cũng không biết đường trả lời như thế nào tại vì mình không biết được cái cái con dúi của anh chị em cái, cái đang cái tình thể trạng là mập hay ốm ví dụ như nó mập thì mình cho nó ít tí còn nó ốm thì mình tăng lên cho nó đủ dinh dưỡng nó để đẻ, nó đẻ con tốt hơn nó, nó sinh sản tốt hơn nó nó ăn như vậy là nó sinh sản rất là tốt nha anh chị em cô chú lo đó, đó mà nó sinh sản tốt hơn lúc nó đẻ đạt lắm đó, thì cũng tùy theo anh chị em cô chú mình nữa cố gắng xây được như nè nó yên ổn hơn còn làm gạch men này thì thực sự là những cái con nó dễ tính thì nó đẻ dễ còn những con khó tính thì nó hay ủi con đó. nó hay đi kiếm chỗ nó giấu con nó mới mới đẻ một hai ngày đầu hay chết con lắm còn cái này nó ok lắm nha cái này là nó đẻ ra nó lo nó ấm con nó không à đó, nó không có lo quậy đâu đó thì đó thì anh chị em cô chú mình có quan tâm đến chạy em có có nhu cầu hỏi con giống hoặc là à, muốn em chia sẻ thêm cái gì á thì có qua cái số điện thoại đây nè, đó. Thì anh chị em cô chú nào có mới xem á thì uh, chịu uh, chịu khó đăng ký kênh em đó. thì lướt lại những cái clip trước kia của em quay đó cũng có nhiều ý hay lắm, anh chị em cô chú mình cố gắng áp dụng theo đó khắc phục được những cái tình trạng xấu của con dưới mình để cho nó thành công hơn đó. thì qua số điện thoại này. Đó. À, anh chị em cô chú mình cảm thấy mà cần có thêm những cái chia sẻ gì thêm thì có thể là gọi điện trực tiếp đến chị em đó để em chia sẻ thêm được cái gì em chia sẻ thôi. Cố gắng chia sẻ cho anh chị em cô chú mình áp dụng theo cho nó phát triển mạnh hơn chứ đừng làm những cái thức ăn nó, nó cầu kỳ quá thì làm ảnh hưởng tới con dúi chứ nó không có chất lượng mà lại cực cái công nữa. Nó nó vất vả lắm. Nó, áp dụng theo như em gì nó nhàn hơn nó, Mía bỏ ăn tạt ra luôn ăn làm dư thừa thôi chứ nhiều anh chị em của chú mình có thắc mắc hỏi em ăn ăn dư lại ngày sau có lụm hay không thì bên chạy em em có lụm ra đâu nha tại vì không có thời gian đâu có số lượng mình nhiều mà cứ bỏ vô vậy đó cứ đúng từng thứ bảy là dọn khoan lạc là hốt ra hết vậy đó còn ăn hết ăn còn thì cũng mặc kệ đó. thì con dúi nó cũng khôn lắm nó ăn mà ví dụ như những cái thức ăn mà bị uh, mía này ôi thiêu hoặc là nó bị uh, tím đầu đỏ đầu đó, nó cũng chả có ăn lại đâu chẳng qua là anh chị em cô chú mình cho nó ăn không đủ dinh dưỡng thì bắt buộc nó sẽ ăn lại những cái đó, đó. còn ví dụ mình cho ăn đủ chắc rồi, rồi nó không thèm ăn lại đâu nha <laughs> nó đơn giản thôi nó. thì anh uh, uh, chị em cô chú mình á uh, đợt này nó đẻ cũng nhiều lắm đợt này với con trong trại em uh, hiện tại đang ở với mẹ không khoảng uh, trăm sáu trăm bảy con trăm sáu trăm bảy chục con mà đang đẻ nó ngày nào cũng có đẻ nha anh chị em cô chú ngày nó cũng có đẻ á tại vì một tuần mình phối giống lặng lặng vậy đó rồi có thể là nó nhảy nhảy được trên lịch nhau vài ngày vậy đó cho nên có đẻ suốt à thì anh chị em cô chú mình cũng có nhiều anh chị em cô chú mình có hỏi về vấn đề đó. để giờ em nhớ tới đâu em trả lời tới đó thì có anh chị em cô chú hỏi em là sau khi mà dưới con mình tách ra khỏi mẹ đó thời gian bao lâu thì mình phối giống thì anh chị em cô chú mình cũng nhìn vào con dưới nha ví dụ như mà mình tách nó con nó ra rồi thì con dưới mẹ nó còn bóng bảy nè bóng bảy mập mạp nè thì khoảng 10 ngày sau mình thả được lại được rồi 10 đến 15 ngày sau là mình phối giống được rồi mình bỏ được cho là được rồi đó còn ví dụ như mình tách con nó ra mà mẹ nó si ốm còi quá đó bắt buộc mình phải dưỡng mẹ nha dưỡng mẹ lại tầm tháng hai tháng sau mình mới thả được lại được nha chứ nó ốm quá mình phối giống nó đẻ lưới sau con nó cũng không đủ chắc đâu nó cũng nghèo ụt nó thiếu dinh dưỡng ấy nha thì đẻ ra nó cũng khó chăm con này nọ con nó cũng yếu nó cũng không cũng có đề kháng đâu nên con dưới mẹ đòi hỏi nó không phải bóng bảy này nọ thì mình cho nó sinh sản lại liền được 10 15 ngày sau thôi còn ốm quá thì mình phải cho nó nghỉ xả hơi nha đó tại vì mình cũng không nên ép nó tại vì anh chị em của chú mình biết đó, ở ngoài thiên nhiên đó, hầu như một năm nó chỉ đẻ duy nhất là một lứa là vô cái mùa của nó thôi đó thì con nào mà nó đạt lắm là một năm ở ngoài thiên nhiên nó chỉ có một đến hai lứa thôi chứ không có nhiều như mình đâu mình nuôi đó, một năm có con nó đẻ cho mình ba lứa luôn ơi nó cắn con á, bỏ xuống con, bỏ xuống con, nó cắn con đó nha, con bắt đại vậy nó cắn con, đó. con bắt nó kiểu đó nó hốt quảng nó cắn mình liền đúng không, mình chỉ bắt cái 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 đuôi thôi. thì Anh chị em cô chú mình đó, hỏi đó, em đó, thì thật sự mình khi mình đem về đây mình ép nó tới đó, một năm để tới ba lứa là, đó. cho nên thì nói chung mình cũng phải chăm sóc nó tốt thì nó mới để được ba lứa, còn không nó cũng có hai lứa. đó à mình phải chăm sóc cho tốt đó. thì đầy đủ dinh dưỡng như cái công thức bên em á là bao cho anh chị em của chú mình một năm là ba lứa điều điều hết rất là ok khỏi lo gì hết đó nó đơn giản thôi bé nó không biết nó bắt đại lên con bắt đại lên nó cắn con á thấy cưng bắt đại lên hả con bắt cái kiểu gì nè bắt cái bằng đuôi thôi chứ mình không có bắt cái cái hốt ngang gì con hốt ngang gì. nhiều khi nó quay lại nó cắn con được á hiểu không ba ba bắt được ba biết nè nhiều khi nó có quẹo lại nó cắn mình chỉ bắt cái đuôi nó lên vậy nè thì chắc ăn nhất hiểu không chứ mình không có bắt cái người nó nghe vậy bắt kiểu con thì con hốt đại vậy nè nhiều khi nó tưởng cái gì cái là nó quất mình liền đó nha nó cọc nó cắn ba thì ba biết là bắt ba... thì anh chị em cô chú mình nó có thắc mắc gì thêm muốn hỏi muốn quan tâm đến chạy muốn hỏi gì thêm đó thì nhắn tin hoặc kết bạn qua zalo á cố gắng chia sẻ thêm cho anh chị em cô chú mình làm đó thì cũng đơn giản thôi thì, thì thôi em cũng cảm ơn anh chị em và cô chú đã quan tâm thời gian qua theo dõi kênh em thì em cũng hẹn anh chị em và cô chú mình những cái clip sắp tới của trại em nha thôi em hẹn và à, hẹn mọi người những cái clip mới mẻ của em thì anh chị em cô chú nào có mới xem cho em xin một lượt đăng ký Yeah, chấm cho em một like cho cái kênh mình càng ngày càng phát triển cho nhiều cô bác anh chị em cô chú mới nó được biết đến và cái mình áp dụng mình làm cho nó tốt hơn không có còn gũi go nữa thôi em xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha